chào các bạn. Mời các bạn với video đến với video tiếp theo của mình trong trò chơi Top Hero. Hôm nay ta sẽ gặp lại chàng siêu nhân xanh của chúng ta. Đấy các bạn nhìn chàng Rock mặc siêu nhân xanh chúng ta trông thật ngầu. À, hôm nay ta sẽ vào xem thành phố của chúng ta đang như thế nào. Thành phố của chúng ta đang bị tên khủng bố chiếm đóng các bạn ạ. À, nhiệm vụ của chàng siêu nhân của chúng ta là phải giải thành phố. Rồi, ta đang bắt đầu. Và chàng siêu nhân của chúng ta đang giải quyết thành phố các bạn nha. Rồi, các bạn thấy chưa? Ta tiếp tục nào. Bây giờ ta sẽ đến với khu này. Rồi, ta bắt đầu đang đi vào thành phố đuổi những tên khủng bố ra khỏi thành phố của chúng ta. Ta là được vào khu nào đây? Đây rồi, lại tiếp tục nào. Đây, ta là tiếp tục. Ba chàng siêu nhân của ta đang tiến đánh những tên khủng bố ra khỏi thành phố. Chúng đang xâm chiếm thành phố và tàn phá thành phố của chúng ta. Nào, ta còn gì nữa nào? Đây rồi. Ta sẽ đuổi chúng đi. Gì nữa không? Ta tiếp tục nào. Đây, tiếp tục nào. Bây giờ ta sẽ tiếp tục chàng siêu nhân mũi to chúng ta. Nào, tiếp vào thành phố của chúng ta. Trời ơi, không kịp chạy. Bắt đầu hành trình.
siêu nhân xanh chúng ta đã hy sinh các bạn ạ. Nào xem ta được bao nhiêu số các bạn nhá. Rồi, rồi. Ta xem. Nâng cấp. Tiếp tục nâng cấp. Chưa đủ các bạn ạ. Và ta nâng cấp lại. Nâng cấp tiếp tục nào. Rồi. Con đào của chúng ta đã sáng dần lên rồi. Video của mình đến đây là tạm dừng. Mời các bạn theo dõi hành trình của chúng ta vào video sau. Chào các bạn. Bye bye.